Chào bác, chào anh chị, chào tất cả các cấp anh chị và các bác và mọi người. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người về cái cây đó chính là cây hoàng thảo hạc vĩ. Hoàng thảo hạc vĩ này thì chắc là mọi người cũng nhiều người biết đến rồi, bởi vì gần như ai chơi là cũng sưu tầm cái cây hạc vĩ này. Nó cũng rất là đơn giản thôi, thân lá nó khá là dễ nhận diện đấy. Nhưng có nghĩa là anh chị có thể tham khảo xem, tham khảo thêm cách trồng, chúng ta trồng chăm sóc tốt hơn. Đây, như cái cây này là em nuôi cái dạng một cái cây nhỏ lên để nó phát triển, thế như bây giờ năm sau nó sẽ là rất là đẹp, bởi vì rất là nhiều mầm đấy. Như cái chậu này nó khoảng tầm chục mầm đấy, nên nó cũng khoảng tầm 5-7 thân hoa. Sang năm hy vọng nó sẽ dài hơn và to hơn đấy. Thì cái cây hạc vĩ này thì em cũng giới thiệu sơ qua một chút. Thân mầm nó xanh sạch y như cây long tu hay là những cái cây khác vậy, hay là những cái cây trầm. Thì đấy, thân mầm nó xanh sạch, lá nó nhỏ, lá của nó từ 2-3 cm và dài khoảng từ 5-15 cm, lá khá nhỏ. Thân của nó cũng thân nhỏ gầy, thân dài khoảng từ dài tối đa khoảng 2 m đấy. Và thân nó nhỏ chỉ khoảng tầm 0.5-1 cm thôi, thân to nó không nhiều, thân to hơn 1 cm cũng có nhưng ít, nhưng cái tỷ lệ chung nó là như vậy. Cây này ra hoa, nó ra hoa tầm độ 50%-70% chiều dài của thân cây. Nó khá là siêng hoa. Nó có thể siêng hoa và nhiều hoa hay không thì phụ thuộc vào cái việc cắt nước trong năm ấy. Anh chị tưới ít nước hơn và bón những cái dưỡng chất để cho nó ra nhiều hoa hơn. Nắng cũng là một tác động để nói đến là cây nó sẽ được nhiều hoa hay ít hoa. Và độ ẩm. Đấy. Thì cái cây hạc vĩ này thì hoa thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Hoa của cái hạc vĩ này của nó là màu hồng. Cái này người ta hay gọi là phi điệp hồng. Đấy, như vậy. Cái cây hạc vĩ này thì nó đơn giản và nó cũng dễ chăm như là những cái cây hoàng thảo khác, dễ chăm như cây phi điệp. Chúng ta nên ghép vào những cái gỗ hoặc là những cái bản dớn, ghép những giò to thì là chơi những cái hạc vĩ này nó rất là đẹp, bởi vì nó rất là siêng hoa. Có thể anh chị đã nhìn thấy những cái giò hạc vĩ này cực kỳ nhiều bông và rất là to, nhưng mà khi mà những cái giò to này thì em lại quay thì nó khó nhìn hơn. Nhưng khi có cái phông này thì anh chị nhìn nó sẽ rõ hơn, chi tiết hơn về cái bông hạc vĩ này. Người ta hay gọi là phi điệp hồng bởi vì hoa nó xêm màu hồng và mắt của nó thì không có mắt mà tít ở trong họng của nó, họng của nó có kẻ đấy, ở trong tít trong đấy, anh nhìn thấy không ạ? Đấy, nhìn chi tiết thì những cái cây này ngoài ra này còn có những cái cây hạc vĩ trắng hoặc là hạc vĩ năm cây trắng đấy, thì nó cũng có những cái hạc vĩ này. Hạc vĩ năm cây trắng chủ yếu là Lào rất nhiều, vì Lào nhiều hơn nữa hàng Việt Nam ít hơn đấy. Còn hàng những cái cây này trong miền Nam ấy thì nuôi trồng rất là tốt. Riêng giò hoàng thảo này ở trong miền Nam nuôi trồng rất tốt. Những cái giò to có thể lên hàng trăm tay hoa và hàng nghìn bông hoa. Đấy, thì riêng về cây hạc vĩ hay đại thảo này nó như vậy. Thì các anh chị cũng có thể xem thêm và những cái cây khác hoặc là cách trồng cách chăm trên kênh Thiên Đàng Ngàn Hoa để hiểu rõ thêm về nhiều loại hoa lan khác. Nhưng còn đây thì nó là một trong những cái cây rất dễ trồng, dễ chăm. Đấy, thì mọi người phải tham khảo và nuôi trồng thêm. Nó cũng không có gì đặc biệt khác nhau cả. Nhưng mà cơ bản chúng ta cần nhận biết được rằng chính xác cái nào là cây hạc vĩ, cái nào là cây phi điệp hồng. Nhưng cây này nó là cây hạc vĩ, nhưng mọi người cũng có thể hay gọi là phi điệp hồng. Đấy. Thực ra nó vẫn là một cây. Đấy chị nhé. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây nào nó chi tiết và khó nhận hơn. Cái cây này rất là dễ rồi. Anh chị nhé, cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.